80% phụ nữ sau sinh thường bị nám. Nguyên nhân ở đâu? Tìm hiểu nguyên nhân bị nám da của phụ nữ sau sinh. Sẽ giúp quá trình trị nám nhanh chóng và đạt hiệu quả cao. Nám da là tình trạng phổ biến ở nhiều phụ nữ sau tuổi 30. Đặc biệt sau khi sinh con, nám ngày càng có dấu hiệu gia tăng, nếu không có phương pháp điều trị phù hợp sẽ khiến tình trạng nám trầm trọng hơn. Chính vì vậy, tìm đúng nguyên nhân sẽ giúp chị em xác định được hướng điều trị hiệu quả nhất một nguyên nhân khiến phụ nữ sau sinh bị nám da. Đã rất nhiều chị em đã đặt ra câu hỏi tại sao phụ nữ sau sinh thường mắc nám và đây là những nguyên nhân chính. Nội tiết tố thay đổi. Nội tiết tố bị thay đổi là nguyên nhân hàng đầu khiến phụ nữ sau sinh mắc nám. Trong thời gian mang thai, thì buồng trứng sẽ bị suy thoái và giảm tiết estrogen, trong khi hormone progesterone tăng cao kích thích lượng máu đến da nhiều hơn. Theo đó, các sắc tố melanin có cơ hội sản sinh nhiều hơn trên bề mặt da gây nên tình trạng nám da. Sức đề kháng suy giảm. Bên cạnh đó, phụ nữ sau sinh có sức đề kháng suy giảm đáng kể làn da mỏng yếu không đủ sức chống chịu với các tác động từ các yếu tố bên ngoài đó là lý do khiến các tế bào đốm nâu sạm đen xuất hiện dễ dàng hơn lão hóa da sau sinh được coi là cột mốc quan trọng đồng thời cũng là lúc cơ thể phụ nữ đang dần mất đi một lượng estrogen đáng kể các gốc tự do trong cơ thể tấn công lên các tế bào da khiến da dần bị suy yếu vết nám tàn nhang nếp nhăn vết chân chim xuất hiện yếu tố tâm lý phụ nữ sau sinh thường khá vất vả chăm con ngủ không đủ rất đi kèm với tâm lý lo lắng khiến da kém sức sống thậm chí nhiều chị em bị stress trầm cảm trong thời kỳ trước và sau sinh hai giải pháp điều trị nám cho phụ nữ sau sinh chữa nám sau sinh bằng các nguyên liệu tự nhiên nếu muốn điều trị nám bằng các phương pháp tự nhiên chị em cần đầu tư rất nhiều từ thời gian bởi nguyên liệu thiên nhiên sẽ không đem lại hiệu quả ngay tức thời nhưng trái lại phương pháp này rất an toàn có thể thích hợp với mọi người giúp cung cấp độ ẩm, các dưỡng chất từ thiên nhiên cho làn da. Điều trị nám sau sinh bằng công nghệ laser tân tiến nhất. Thay, vì áp dụng nhiều phương pháp điều trị nám thông thường, thì chị em, đã, và, đang lựa chọn điều trị nám bằng công nghệ laser tân tiến nhất hiện nay, để lấy lại làn da sáng mịn. Tuy nhiên với hàng trăm công nghệ laser, vàng thau lẫn lộn hiện nay thật khó, để lựa chọn công nghệ tốt và phù hợp với tình trạng da. Theo chuyên gia Trần Mẫn Trung Nguyên Phó Viện Trưởng Viện Gia Liễu Trung ương cho biết, để lựa chọn một công nghệ điều trị nám, thì nên lựa chọn tìm hiểu kỹ về công nghệ về hiệu quả. Mới đây các chuyên gia Gia Liễu công bố công trình điều trị nám da, được ứng dụng trí tuệ nhân tạo A. Y năm 2020, có thể đánh bay các vết nám ở nhiều tầng da. Manti Picozer, được kỳ vọng, sẽ là chiến binh siêu Việt khi, được kết hợp nhiều công nghệ laser tiền tỷ. Với một thấu kính có thể tác động xuyên thấu, đánh bật nhiều vết nám ở nhiều tầng da khác nhau, hơn thế, siêu phẩm năm 2020 này còn kích thích sản sinh collagen giúp da sáng mịn. Đều màu hơn chỉ sau một liệu trình. Phác đồ trị nám Manti Picozer hoàn toàn phù hợp với những phụ nữ sau sinh mà không gây bất cứ tổn thương nào trên da. Nếu tôi đọc nghe không hay thì xin gạch đá cứ bay vào mồm, trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại